Gia vị Việt là một ngành hàng khá đặc thù nhưng cũng đã từng bước khẳng định được vị trí trên thị trường tiêu dùng toàn cầu. Từ tiêu, quế, hồi, gừng, tỏi, ớt tươi cho đến các sản phẩm chế biến, sản phẩm tinh chế ngày càng được ưa chuộng trên thế giới. Tiềm năng thị trường của sản phẩm này vẫn còn nếu các mặt hàng này tiếp tục đáp ứng được các tiêu chuẩn, yêu cầu của thị trường. Được mệnh danh là vàng đen của Việt Nam, sau thời gian khó khăn, hạt tiêu đang trở lại thời hoàng kim của mình khi xuất khẩu tăng mạnh về giá trị và đang hướng đến cột mốc 1 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024. Doanh nghiệp Việt ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng hồ tiêu quốc tế bằng việc xuất khẩu những sản phẩm chế biến có giá trị cao, chất lượng tốt, đáp ứng thị trường. Năm nay thì chúng tôi sẽ đầu tư thêm một cái nhà máy về nghiền rồi trộn chế biến sâu rồi tất cả những nhà máy như sấy lạnh của chúng tôi, nước sốt tiêu thì chúng tôi cũng đẩy mạnh. Cái thứ ba nữa là chúng tôi luôn đầu tư vào các công nghệ chế biến rồi sản phẩm, những sản phẩm mà nó rất là đa dạng thì và chúng tôi cũng làm nhiều các thị trường cho nên chúng tôi luôn luôn thay đổi để phù hợp với thị trường. Trong ngành gia vị Việt Nam vẫn còn nhiều ngôi sao đang lên khác như quế, hoa hồi, ớt, đinh hương, gừng, tỏi. Thị trường vẫn còn nhiều dư địa để khai thác, nhưng kèm theo đó là những chuẩn rất cao về vấn đề an toàn thực phẩm. Các doanh nghiệp vừa phải linh hoạt theo thị hiếu tiêu dùng, vừa phải không ngừng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa danh mục sản phẩm, xây dựng, quảng bá thương hiệu. Khách hàng Mỹ, khách hàng châu Âu, họ yêu cầu những chứng chỉ cao nhất thế giới về an toàn sinh thực phẩm. ISO HACCP chưa đủ. Họ yêu cầu BRC hay IFS. Và khi team đi về và quyết định đầu tư nhà máy mới để đáp ứng được những tiêu chuẩn cao nhất để mọi khách hàng thế giới mình đều cung cấp được. Và nhà máy Long An ở khu công nghiệp Kizuna tập trung sản xuất sốt, tập trung chỉ sản xuất sốt thôi vì cái nhu cầu đấy rất cao. Nhờ tập trung mạnh vào chế biến mà các mặt hàng gia vị của Việt Nam ngày càng có sức cạnh tranh cao và duy trì vị trí vững chắc trên thị trường. Với dư địa của thị trường và kinh nghiệm giao thương quốc tế của các doanh nghiệp, ngành gia vị đang nỗ lực đạt mục tiêu xuất khẩu 2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025.